kính chào quý vị đến với bản tin 12h30 trưa của Vietnam Top News. Vietnam Top News luôn cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới. Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 6h sáng, 12h30 trưa và 18h tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu, thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Kim sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin 12h30 trưa hôm nay, ngày 22 tháng 9, 2020. Tình hình dịch Covid tại ASEAN ngày 22 tháng 9 chạm mức 15.000 ca tử vong. Ghi nhận thêm một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh tái dương tính. Loạn thỏa thuận mua bán TikTok, ai thật sự là ông chủ lớn sở hữu? Mỹ bắt một cảnh sát tình nghi là đặc vụ của Trung Quốc. Thủ tướng đồng ý mở đường bay tới Thái Lan. Mở đầu của bản tin trưa hôm nay, xin mời quý vị đến với những thông tin nóng về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước. Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dịch bệnh đáng chú ý trên thế giới trong 24 giờ qua. Theo cập nhật các nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ghi nhận thêm 8.349 ca mắc bệnh COVID-19 so với một ngày trước. Tổng số ca tử vong tăng lên trên 15.000 người, tình hình ở một số nước có dấu hiệu gia tăng. Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Myanmar. Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay, khi nước này trong 24 giờ qua ghi nhận 4.176 ca mắc mới và số ca tử vong mới cao nhất khu vực với 9.677 ca. Philippines hiện có tổng số ca mắc bệnh cao nhất trong số các nước thành viên hiệp hội với 230.233 ca. Singapore và Malaysia ghi nhận hàng chục ca bệnh mới mỗi ngày. Mặc dù Singapore đang tiếp tục kiểm soát khá tốt tình hình và đã nhiều tuần nay không phát sinh ca tử vong mới. Myanmar mấy ngày qua có số ca mắc mới bất ngờ tăng đột biến và hiện đối mặt với nguy cơ dịch leo thang nhanh chóng. Tình hình tại quốc gia thành viên này hiện rất đáng quan ngại khi ghi nhận tới hơn 600 ca bệnh mới trong một ngày qua. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước mới nhất. Ghi nhận thêm một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh tái dương tính. Đây là thông tin được Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố cho biết tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều tối ngày 21 tháng 9. Ca tái dương tính là bệnh nhân số 912, nam, sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc, là người nhập cảnh trái phép được cách ly tập trung ngay sau khi phát hiện. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này đã chuyển dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 912 vừa khỏi bệnh cách đây không lâu, sau đó tiếp tục được giám sát dưới hình thức cách ly tập trung theo chủ trương của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và theo dõi bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy định cách ly mới đối với các đối tượng là chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày, cũng như người nhập cảnh từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà tình hình dịch bệnh đã tương đối ổn định. Tiếp theo là những tin tức thế giới nóng hổi đáng chú ý. Công ty ByteDance Trung Quốc hôm qua ngày 21 tháng 9 tuyên bố vẫn sẽ sở hữu 80% TikTok và khẳng định không mất quyền kiểm soát với ứng dụng này, dù trước đó phía Oracle lên tiếng khẳng định đang thu mua TikTok. Các bên liên quan đến thương vụ TikTok ở Mỹ và Trung Quốc đưa ra thông tin rất khác nhau về thỏa thuận này. Oracle và Walmart đồng ý nắm giữ cổ phần lần lượt là 12,5% và 7,5% trong TikTok Global. Cho biết phần lớn quyền sở hữu TikTok sẽ nằm trong tay người Mỹ. ByteDance lại nói việc các nhà đầu tư Hoa Kỳ sở hữu phần lớn TikTok Global và ByteDance sẽ mất quyền kiểm soát đối với TikTok chỉ là tin đồn. Oracle và Walmart sau đó từ chối bình luận về tuyên bố của ByteDance. Sau tuyên bố của ByteDance, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ chỉ đồng ý với thỏa thuận nếu Oracle và Walmart có toàn quyền kiểm soát TikTok. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết 41% của chính ByteDance thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nên kể cả ByteDance sở hữu phần lớn TikTok Global, doanh nghiệp này về bản chất sẽ vẫn do người Mỹ nắm phần lớn. Một vấn đề khác là những người sẽ nắm quyền điều hành công ty mới. TikTok đã xác nhận ban giám đốc của TikTok Global sẽ bao gồm người sáng lập ByteDance, cũng như giám đốc điều hành của Walmart và các giám đốc hiện tại của ByteDance. Một cảnh sát ở New York bị chính quyền Mỹ bắt với cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Quốc trong 6 năm qua, lợi dụng chức vụ để cho phép lãnh sự quán Trung Quốc tiếp cận nhiều cảnh sát cấp cao. Cảnh sát Ao Quang, 33 tuổi, sinh ra ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, bị bắt hôm 21 tháng 9. Cuộc điều tra liên bang và mối liên hệ giữa ông Ao Quang với ít nhất hai quan chức của lãnh sự quán Trung Quốc ở New York khẳng định viên cảnh sát này chịu sự chỉ đạo và kiểm soát từ các quan chức Trung Quốc. Theo các công tố viên liên bang Mỹ, ông Ao Quang đã cung cấp thông tin về hoạt động của người Tây Tạng và các nhóm người khác tại khu vực New York cho lãnh sự quán Trung Quốc để nhận tiền. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng cáo buộc viên cảnh sát này lợi dụng vị trí của mình để giúp các quan chức lãnh sự tiếp cận quan chức cảnh sát cấp cao thông qua việc mời họ đến các sự kiện chính thức của cảnh sát New York. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cho biết, ông Ao Quang thường xuyên tiếp xúc với hai nhân viên lãnh sự Trung Quốc,
và các cuộc trò chuyện trao đổi giữa họ đã bị ghi lại. Cụ thể, cảnh sát này bắt đầu liên lạc thường xuyên với một quan chức lãnh sự từ năm 2014 và xây dựng quan hệ với một quan chức mà ông này gọi là sếp từ năm 2018. Hai bên đã nhắn tin hoặc gọi điện hơn 100 lần trong 6 năm qua. Ông An Quang bị cáo buộc các tội danh gồm làm đặc vụ cho chính phủ nước ngoài mà không báo trước cho Tổng công tố Mỹ, lừa đảo qua hình thức điện tử, đưa ra các tuyên bố sai. Nếu bị buộc tội, cảnh sát này có thể đối mặt với 55 năm tù. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 9 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bộ Quốc phòng Iran cũng như các cá nhân thực thể khác. Phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng EU cũng phải thực thi các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Iran mà Mỹ vừa công bố. Trước đó ngày 20 tháng 9, đại diện cấp cao của EU và chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã bác bỏ tuyên bố đơn phương của Mỹ về việc nối lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran. Ông Borrell cho biết, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, do đó Washington không thể khởi xướng quá trình khôi phục các lệnh trừng phạt theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng cho biết, các cam kết về dỡ bỏ trừng phạt trong kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA hay thỏa thuận hạt nhân Iran tiếp tục được áp dụng. Thỏa thuận hạt nhân toàn diện đã được Iran ký kết vào tháng 7 năm 2015 với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ cùng với EU. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp định trên vào ngày 8 tháng 5 2018 và đơn phương áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Nhân vật đối lập Nga Navalny cho rằng bộ quần áo mà ông ta mặc là vật chứng quan trọng và hối thúc Nga gửi trả những đồ vật này. Nhân vật đối lập người Nga cho biết quần áo mà ông đang mặc lúc sự việc trên xảy ra đã bị cởi bỏ tại Nga, đồng thời đề nghị giới chức Nga gửi trả chúng. Navalny bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ thành phố Tomsk ở vùng Siberia tới Moscow hôm 20 tháng 8. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn và các bác sĩ Nga đã cứu Navalny qua cơn nguy kịch trước khi ông này được chuyển sang Đức từ ngày 22 tháng 8 theo yêu cầu của gia đình. Tại Nga, các chuyên gia pháp y và bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng các mẫu xét nghiệm trong cơ thể Navalny cũng như đồ đạc mà ông này mang theo nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Sau khi tuyên bố về Navalny, Đức liên tiếp hối thúc Nga phải giải thích về vụ việc và đòi trừng phạt Nga, dù Moscow khẳng định không hề liên quan. Đức hiện chưa cung cấp thông tin gì cho Nga, bất chấp nhiều lời đề nghị từ Moscow. Về bình luận mới nhất của Navalny, giới chức Nga chưa phản hồi. Chính phủ Nga cho biết họ vẫn chưa phát hiện bằng chứng phạm tội và chưa mở cuộc điều tra hình sự về trường hợp của ông Navalny. Tuy nhiên, Moscow cũng đã thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý. Sau thời gian tạm đóng cửa đường bay vì tình hình dịch bệnh, cùng với tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều ngày 18 tháng 9. Cụ thể, đối với việc mở lại đường bay thương mại quốc tế, Thủ tướng đồng ý mở lại đường bay tới Thái Lan. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc tăng tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế để đón chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh làm việc, đón công dân Việt Nam về nước. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết định lịch bay cụ thể. Từng chuyến bay phải có biện pháp và phương án phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, có biện pháp chủ động phòng, chống. Thủ tướng yêu cầu giải tỏa nhanh người nhập cảnh ở các cửa khẩu, sân bay, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, thực hiện test tại các điểm cách ly. Giải quyết nhanh hơn nữa các thủ tục đón chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh về Việt Nam. Báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh xem xét, quyết định. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chuẩn bị và quản lý tốt cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, thực hiện đầy đủ phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, xử nghiêm nhập cảnh trái phép, tăng kiểm soát đường mòn, lối mở. Trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 846 triệu chiếc khẩu trang y tế ra nước ngoài. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020, cả nước có trên 70 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng hơn 135 triệu chiếc. Dù số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang tăng thêm 10 lần so với tháng 7 năm 2020, nhưng sản lượng sụt giảm. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã xuất hơn 846 triệu chiếc khẩu trang y tế. Trong đó, tháng 6 có số lượng nhiều nhất là hơn 236 triệu chiếc. Trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 846 triệu chiếc khẩu trang y tế ra nước ngoài. Khẩu trang xuất khẩu chủ yếu là khẩu trang vải, vải chống bụi mịn, khẩu trang vải 100% cotton, khẩu trang hai lớp vải cotton, khẩu trang y tế. Thị trường xuất khẩu sang nhiều nhất hiện nay là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Mỹ. Ngoài ra, khẩu trang còn được xuất khẩu nhiều sang Hồng Kông, Singapore, Ba Lan, Australia, Trung Quốc, Lào và Nam Phi.
khẩu trang là một trong số mặt hàng chuyển dịch sản xuất, đem lại điểm sáng xuất khẩu cho Việt Nam mùa dịch. Nhiều doanh nghiệp dệt may cũng nhanh chân nhập máy móc, nguyên liệu, chuyển hướng sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế và đồ phòng hộ để lấp khoảng trống khi các đơn hàng gia công bị trì hoãn. Do dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, nên nhu cầu nhập khẩu trang từ Việt Nam vẫn tăng. Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân cần tìm hiểu kỹ về các đơn vị có chức năng tư vấn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp. Đặc biệt khi doanh nghiệp muốn cấp chứng nhận CE để xuất khẩu vào thị trường EU và chứng nhận FDA để xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tối ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, Đồng Nai phối hợp người dân tìm kiếm một người phụ nữ lặn mương nước bị cuốn trôi. Nạn nhân là bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi, tạm trú tại ấp Giấc Mơ 2, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ cùng ngày, bà Mừng đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa đi bộ trên lề đường Đức Huy, Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Giấc Mơ, xã Gia Tân 1. Trong lúc đang đi bộ, bà Mừng không may lặn xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn trôi. Thấy vậy, người dân trong nhà phát hiện chạy ra cứu nhưng không kịp. Tại hiện trường bà Mừng gặp nạn, mương nước sâu khoảng 1m, rộng khoảng 0,5 m và không có nắp đậy. Hiện nước đã được rút cạn. Theo người dân, do mưa lớn và nhiều tuyến đường bị ngập nặng, trong đó đường quốc lộ 20 đoạn qua huyện Thống Nhất ngập sâu khoảng nửa mét, khiến hàng chục xe chết máy, kẹt xe kéo dài hơn 5 km. Đến khoảng 20 giờ tối, hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng chính quyền địa phương tỏa ra kiếm dọc theo mương nước trên. Phân hố này rất nguy hiểm cho người dân trong khu vực. Trước bà Mừng thì đã có rất nhiều trường hợp tương tự, tuy nhiên may mắn được người dân hỗ trợ kịp thời. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 trưa của Vietnam Top News xin được phép khép lại. Kính xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay của Vietnam Top News.